bị chửi bới bội bạc sống hưởng thụ khi bạn trai làm bảo vệ, Ngân 98 đáp trả xanh dờn. Sau khi Lương Bằng Quang công khai việc đi làm bảo vệ, chùi bồn cầu, Ngân 98 bất ngờ bị chửi bới sống bội bạc, hưởng thụ khi bạn bạn trai khó khăn. Thời gian gần đây, Lương Bằng Quang chia sẻ về việc đang mắc kẹt tại Phú Quốc với Ngân 98 suốt 4 tháng qua. Ban đầu, cả hai chỉ định đi du lịch ngắn ngày, nhưng dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát nhiều nơi giãn cách khiến cặp đôi phải lưu trú tại đây trong khoảng thời gian dài. Qua đó, Lương Bằng Quang cũng tiết lộ rằng đang dần hết tiền, cặp đôi phải tự nấu ăn, trải nghiệm một số công việc mà họ chưa từng làm. Tuy nhiên, họ vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Mới đây, Lương Bằng Quang thường xuyên chia sẻ hình tự tay nấu nướng, cọ dọn bùn cầu, nhà cửa. Nhưng bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng lại thấy Ngân 98 liên tục check-in sang chảnh, thậm chí là khoe thân sống ảo ngày càng nhiều. Chính hành động này khiến hot girl họ võ bị dân mạng mắng chỉ thích hưởng thụ, lười làm trong khi lương bằng quang vô cùng vất vả. Trước những phản hồi trái chiều, mới đây hot girl gốc Bình Định đã lên tiếng. Ngân 98 livestream, phản pháo lại căng đét, có nhiều người thấy tôi sống vui vẻ liền vào chửi. Họ nói trời ơi lương bằng quang thì đi dọn nhà vệ sinh, làm bảo vệ cực khổ còn tôi thì sống ảo, livestream khoe này khoe nọ. Trời tôi có khoe gì đâu, khổ ghê luôn ấy. Ví dụ. Lương Bằng Quang có đi làm bảo vệ thì tôi không được sống yêu đời như thế này hả? Sao kỳ vậy? Ví dụ giờ cha mẹ tôi làm lao công, tôi cũng không được nhí nhảnh sống yêu đời luôn hay sao? Ba mẹ tôi bán trái cây ngoài chợ đấy. Tôi thấy người trong showbiz ba mẹ đều giàu có, thế lực nhưng bố mẹ tôi là người rất bình thường. Tôi không phải nghệ sĩ, tôi chỉ là thợ chỉnh nhạc thôi. Trước đó, bạn gái kém 16 tuổi của Lương Bằng Quang buồn bã cho biết cả hai không có nhà ở đây nên đã di chuyển qua rất nhiều khách sạn trong thời gian qua. Ngân 98 chia sẻ, lúc đầu chỉ nghĩ ra Phú Quốc chơi xong giờ dịch ở đây luôn, chắc cũng gần 3 tháng trời rồi. Chúng tôi không có nhà ở Phú Quốc nên phải ở khách sạn từ chỗ này sang chỗ khác. Ban đầu ở khách sạn sang chảnh, nhưng giờ hết tiền thì phải đổi sang bình dân để tiết kiệm tiền. Ngay lập tức, cư dân mạng cũng bình luận dưới clip của cô nàng. Nhiều ý kiến tỏ ra lo lắng cho tình cảnh của cặp đôi thị phi, nhưng không ít người nhận ra, dù cả hai đổi khách sạn liên tục, nhưng chỗ ở vẫn vô cùng tiện nghi khang trang các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé